Công ty cây giống bông Thiên Lý Châu Thiên Kiếm xin kính chào quý bà con cô bác. Thì ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với cô bác về cách phòng trừ cỏ khi mà trồng cây giống bông Thiên Lý của chúng tôi. Như quý bà con bác đã thấy thì cây Thiên Lý chúng tôi trồng từ xưa đến giờ cỏ toàn là cỏ luôn. Có một số bà con cô bác ở các tỉnh như là Phan Rang, Bình Thuận, Long Khánh, Long An, Tiền Giang, An Giang. Và điều nói là vườn của chúng tôi trồng không có một cọng cỏ luôn. Mà cớ sao chúng tôi là công ty cây giống bán bông Thiên Lý toàn quốc mà tại sao chúng tôi trồng, chúng tôi không chăm sóc cái vườn Thiên Lý chúng tôi từ đầu cho đến cuối sạch sẽ để dễ bán giống? Vì sao? Vì trong khi chúng tôi trồng cây giống bông Thiên Lý này thì chúng tôi đã thấy khi mà trồng thì nó rất thích nghi với điều kiện thuận tự nhiên. Vì vậy khi mà trồng bông Thiên Lý của cô bác cũng đừng có nên xử lý cỏ nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến cây Thiên Lý của chúng ta. Nếu như mà quý bà con cô bác nào mà thích trồng cái giống bông Thiên Lý thì cứ đăng ký theo dõi chương trình. Và nếu như muốn đặt giống bông Thiên Lý thì cứ liên hệ chúng tôi qua số hotline là 0939811863, 0939811863. Dù bằng cách mấy vẫn phải quay cho quý bà con cô bác xem. Những người mà đam mê trồng bông Thiên Lý mà muốn tìm một cái cây nào để cải thiện cuộc sống khi mà trồng cho nó vững ha. Vì thời buổi hiện tại rất là khó kiếm tiền. Mình sống một mình không sao, nhưng mà mình có vợ, có con, có cha, có mẹ thì quý bà con cô bác phải cần số lượng tiền vốn rất là nhiều. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi đang nuôi 20 mấy con chó, cho nên là chúng tôi cũng phải cố gắng chúng tôi cày bừa để kiếm tiền nuôi cho nó. Có một số bà con bác cũng nói là tại sao chúng tôi nuôi chó nhiều như vậy? Tại vì chúng tôi rất có tình yêu với động vật. Động vật chúng tôi còn có tình yêu thương thì huống chi là con người và cây cối. Và quả thật thì khi mà trồng cái giống bông Thiên Lý này thì bất cứ trồng một loại nào thì giá trị kinh tế nó đều như nhau cả. Chẳng qua mình không biết khai thác và kiếm cái kinh tế bằng cách nào, bán cách nào, trồng bằng cách nào để có đều những cái tiền mình thu nhập mỗi ngày. Và quay lại chương trình thì chúng tôi đã nói với cô bác là khi mà trồng cái giống bông Thiên Lý với cô bác xem lại những chương trình chúng tôi đăng trước, là lúc nhỏ thì chúng tôi sẽ bón phân cho nó như thế nào. Thì hiện tại thì chúng tôi đã có phân 39 thành phần. Và thứ hai nữa là chúng tôi trồng cách nay khoảng tầm nửa tháng thì chúng tôi đã vun gốc cho nó, và chúng tôi bón cho nó là cái phân trùng quế vi sinh của chúng tôi. Và khi bón cái phân này rồi của cô bác, chúng tôi vẫn thả cỏ bình thường luôn. Vì sao? Khi mà bón xuống rồi thì cái cây nó sẽ ăn trực tiếp và cái cây nó có sức sống. Và quý bà con cô bác phải để cỏ cho nó ăn. Vì khi cỏ nó phát triển, cây Thiên Lý của mình nó sẽ giảm cái bệnh. Nó, như quý bà con cô bác đã từng trồng, ta trồng từ xưa đến giờ có gì đâu, bình thường cũng không có gì đâu, vẫn xịt cỏ chết bình thường, không có chuyện gì cả. Đúng rồi, không có chuyện gì cả. Nhưng mà quý bà cô bác trồng tại một nơi quý bà con cô bác, và khi bà con cô bác lỡ đến những cái vùng khác trồng rồi như thế nào? Giả sử như cái vùng đất nó đang sạch sẽ, nó không có bệnh, nó bệnh, mình trồng xuống tháng, cái thằng Châu Thiên Kiếm này bán cây giống, thằng này nó láo. Khi quý vị gia chạm nhiều rồi, quý vị sẽ thấy. Và quả thật quý cô bác thấy là cái nền Thiên Lý này chúng tôi là những cái nền cũ mà chúng tôi vẫn trồng bình thường. Và chúng tôi nói với cô bác là cái vàng Thiên Lý mà trồng cũ thì trồng khoảng từ 12 đến 13 tháng thôi là kết thúc, mình phải nhổ dây mình dục. Còn cái vàng mình trồng cao lắm khoảng tầm 6 năm là phải kết thúc. Thì hiện tại thì cái vườn Thiên Lý chúng tôi trồng 6 năm chúng tôi không lên đèn. Và chúng tôi thấy lên đèn là nó không có kinh tế nhiều, cho nên là chúng tôi không lên đèn. Và từ lúc trồng Thiên Lý mà đến giai đoạn mà cuối không ăn được nữa là khoảng tầm 6 năm. Như vậy thì khi trồng bông Thiên Lý với bà con các bác cần nhổ cỏ từ nhỏ. Và từ lúc trồng cho đến khoảng tầm 50 ngày thì mình phải chăm sóc, mình tự mình nhổ cỏ chứ mình đừng có xịt thuốc. Còn nếu như xịt thuốc thì cái cây của mình nó phải cao khoảng tầm nó vượt đọt khoảng tầm từ 10 đến 15 cm. Và khi mà trồng xuống với bà con cô bác, nếu mà xịt cỏ thì chúng tôi có một loại thuốc, đó là thuốc khai quang. Khi mà quý bà con bác nhìn thấy cái thuốc khai quang này thì ghê quá nó. Thì cái thuốc khai quang này khi quý bà con cô bác xịt xuống rồi một cái thì tất cả các loại cỏ chết hết, nhưng mà Thiên Lý không chết. Nó ngộ vậy đó. Cái Thiên Lý này nó rất là mạnh, quý vị thấy ha. Khai quang cỏ gì cũng chết nhưng mà Thiên Lý nó không chết. Cho nên khi mình xịt mình né chút xíu ha, đừng có đến gần quá, nó sẽ ảnh hưởng cái cây của mình. Giả sử bây giờ cái cây Thiên Lý của mình đang trồng bây giờ nó đang phát triển nè, nó đang phát triển, mà bây giờ quý bà con cô bác lại xịt vào thì nó khựng lại, và khựng lại thì cái đọt nó yếu, nó không bò nữa.
Và quả thật thì chúng tôi trồng theo cái từ tự nhiên á, thì con các bác thấy là cái cây thiên lý của chúng tôi á, nó vẫn phát triển bình thường và trồng không có xịt thuốc luôn, là không có mọc xịt, không có xịt thuốc ha, không có mọc xịt thuốc bọ trĩ hay nhện đỏ gì ở đây, nhưng mà nó phải phát triển bình thường. Tại vì sao? Tại vì mình trồng theo thuận tự nhiên thì cây phát triển rất là mạnh, nó sẽ vượt qua những cái điều kiện khắc nghiệt, và những cái con bọ trĩ nhện đỏ nó sẽ ăn những cái cây khác, nó không ăn thèm ăn của cây mình. Tại vì đôi khi những cây khác nó tốt hơn và nó sẽ chích hút những cây đó, nó không chích hút những cái cây cây thiên lý của chúng tôi đang trồng. Và quý vị thấy thì khi mà chúng tôi trồng cái chanh cũng vậy hay cái tắc cũng vậy, quý vị thấy thì chúng tôi không cần phải xịt thuốc, quý vị thấy không cần xịt thuốc mà vẫn mơn mởn luôn, không cần phải xịt thuốc. Và nếu như mà trồng theo cái dạng thuận tự nhiên như chúng tôi thì quý con cô bác thấy thì chúng tôi trồng ở đây là chúng tôi nghiên cứu là chính, còn vấn đề mà trồng để mà để cải thiện kinh tế thì chúng tôi chỉ bây giờ là chỉ chuyên về bản giống và hướng dẫn những người chưa biết, còn những người biết rồi chúng tôi không dám hướng dẫn ha. Mình phải gác những cái dây thiên lý này lên. Khi cột cái thiên lý theo đường dài thì chúng tôi chừa sẵn cái sợi dây ở đây, có gì lấy ra cái cột luôn đó, khỏi cần nhiều khi mình quên, mình chạy rồi mất thời gian, nó cột sẵn luôn, mình biết chắc rằng mình sẽ cột cho nên là cột sẵn đây, rồi bắt đầu mình lấy ra mình cột cho nó phát triển ha. Và khi trồng, một số của cô bác cũng đừng có sợ là tại sao những cái lá cái thiên lý này nó bây giờ nó bị nhăn nheo, đừng có sợ, không sao cả, nó kháng bệnh thôi đó. Và cái tắc này cũng vậy, khi mà chúng tôi trồng chúng tôi tiễn nó một cốt không nè, toàn là một cốt đều hết nè, cắt một cốt đều hết chứ không để tùm lum tùm la, cây nó không phát triển tốt. Bởi vậy khi mà chúng tôi trồng tắc cũng vậy, tại sao chúng tôi trồng chậm hơn người ta, tại vì chúng tôi tiễn có một cốt không, đây cốt nào ra cốt đó. Mình trồng cái gì thì mình phải chân thật ha, mình đừng có giả dối. Thì cái cây này thật sự bây giờ là nó đang cái nó bị cái bộ rễ, mình phải vuông gốc lên, bón phân trùng quế vô, cái nó bò bình thường hết tại không có thời gian. Và quý bà con cô bác trồng thì nếu như mà cỏ nhiều quá thì mình lấy cái thuốc diệt cỏ, thuốc nào cũng được, mình thấy lấy cái thuốc trái mình xịt từ từ nó, và cái trong khu vực từ 1 mét đổ ra, từ tâm đổ ra, quý vị đừng bao giờ xịt vô. Xịt vô sẽ ảnh hưởng, khi mà cái cây thiên lý của mình mà nó phát triển mạnh đầy vàng rồi, bắt đầu mình xịt thẳng vô luôn không thành vấn đề. Khi nào mình xịt cái thiên lý được, có nghĩa là khi cái thiên lý với bà con cô bác mà bò kinh khủng, đến lúc mà thời gian mà rổ bông á, thì mình sạch cái là cái rễ đứng lại. Và rễ nó đứng lại thì bắt đầu là quý vị hái bông. Hái bông xong thì quý vị vô phân một cái thì bắt đầu cái vàng thiên lý nó rộ ra bình thường. Đến đó là những người nào mà có kỹ thuật, kinh nghiệm nhiều á thì mới làm được điều đó nha. Không thôi là không biết xử lý cái thời điểm đó là cái cây mình vấn đề ha. Nó có thuốc xịt cỏ khai quang rất là quan trọng. Tại vì sao các cô bác thấy chúng tôi trồng, chúng tôi dám trồng ở trong đám cỏ tranh như thế này, mà cỏ tranh rễ tranh không, mà tại sao mà chúng tôi lại dám trồng như vậy? Và cái, trong cái thời gian mà chúng tôi trồng ở đây là khúc nào cỏ tranh là lúc khúc đó lại tốt, tại vì nó ăn quá nhiều, và trong cái cỏ tranh nó quá nhiều cái kali trong đó. Bởi vậy khi trồng thiên lý nó rất là tốt, nhiều kali nhưng mà có mặn nhiều ha. Thì mình làm gì mình cũng phải biết về cái hóa học quý vị. Thời điểm này cái thiên lý của mình nó bò không được đọt mập, tại vì thời điểm này là thời điểm nó lạnh, đó, lạnh ha, đó, lạnh tanh luôn. Bởi giờ thì không thấy anh Hải ở Trà Vinh xem chương trình, đó thì một số bà con cô bác cũng xem chương trình, khi mà xem chương trình thì cũng bình luận ha, thì chúng tôi biết là đang theo dõi chương trình, đó. Cô Hằng em Nhi nè, nó thường xem chương trình nhiều lắm. Mà không thấy xem thì chắc có lẽ là bận nhiều. Đó. Thì khi mà thiên lý nó bò đến đâu thì việc ngắt bông ha, nè bông nè. Nè, biết ra ha, ngắt trước đi, ngắt trước, đó, ngắt trước. Đó. Thì vị thấy là nó ra bông hết. Đáng lý ra là người ta trồng là người ta ăn rồi, nhưng mà tại sao chúng tôi chưa ăn? Chúng tôi sẽ cho nó bò. Đó. Đó, cho nó bò. Nó bò đến đâu là bông đến đó nè, bông dân trồng chuyên nghiệp biết bông đẹp liền, không có lá láo được đó. Bông là ngắt hết nè, toàn bộ ngắt bông hết để cho đi đọt nè, bông nè, nhìn biết bông đẹp liền đó, ngắt hết toàn bộ bỏ hết, tiếc gì đâu,
Đáng ra những người mà trồng bông chuyên nghiệp, người ta thấy ngắt bông người ta tiếc chết trời, bông tơi mà ngắt uổng ghê. À, con gái lớn chưa có nhờ, hết gã đi rồi quá trời luôn. Quý vị thấy chưa, được tầm khoảng 2 tháng thôi, nó thiên lý chúng tôi trồng nè, tầm 2 tháng thôi bò. Thì như vậy với cái trồng thiên lý như thế này, quý bà con cô bác thấy chúng tôi trồng rất là đơn giản. Tại sao một số quý bà con cô bác trồng ô nó khó trồng quá, à, cây giống của anh trồng nó chết nó yếu quá, mà tại sao chúng tôi trồng cỏ quá trời mà chúng tôi không chăm sóc gì hết? Và cái tháng đầu tiên là chúng tôi trồng hữu cơ hoàn toàn và cây không phát triển nha, nó cây không phát triển nhiều ha. Khi mà chúng tôi bón phân hóa học vào thì nó phát triển ào ào luôn. Và khi mà thấy cái cây mình yếu quá, mình mà lấy phân hóa học mình bỏ vô, còn cái thời điểm này mình chưa có ăn bông, mình đừng có bỏ phân nhiều. Mình bỏ phân nhiều mình nuôi cái lá chứ làm cái gì. Quý vị thấy là cái lá chúng tôi nè, nó nhỏ nhất cả lá trầu thôi, không có bự ha. Nó như thế nè, nó không có bự. Đó, không có bự. Và quý bà con cô bác lưu ý, khi mà mình trồng mình rất là dễ hiểu tại sao cái đất mình nó tốt hay là không tốt. Đơn giản, quý vị thấy cái cỏ tranh đi, cái cỏ tranh hiện tại bây giờ nó đã ngã 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 màu rồi, thì bây hiện tại nó đã hết phân rồi. Đó, thì cái thiên lý cũng vậy, mình trồng khi mình thấy cái đoạn nó không phát triển nữa thì mình biết nó đã hết phân rồi ha. Và cái xử lý cỏ đó, quý bà con cô bác nhớ nãy giờ chúng tôi nói, giờ bây giờ chúng tôi chia sẻ lại. Từ lúc trồng đến khoảng tầm 50 ngày không được xịt thuốc cỏ trong cái gốc, không được xịt, xịt là tiêu đó quý con bác nhớ nha, không được xịt. Và khi cái cây lớn rồi, bò bít vàng rồi mới được xịt. Mình để cỏ để cho ăn những cái chất độc và ăn những cái hàm lượng đạm. Và khi trồng thiên lý có cỏ tranh là tốt ha, nó sẽ ăn những cái chất đạm, tại vì nó sẽ có rễ nó nhiều hơn thiên lý thì nó sẽ ăn nhiều hơn, cho nên là khi mình ăn như vậy thì cái thiên lý của mình nó không ảnh hưởng gì cả. Đây, người thấy khi chúng tôi trồng thì chúng tôi nâng niu, chúng tôi cột từng dây nó cột từng dây luôn, nó cột từng dây nó bò lên. Mày ráng cứu tao như thiên lý, tao khổ quá mày ơi, khổ quá. Kiếp sống cơ hàn. Khi mà chúng tôi trồng thiên lý rồi thì bạn bè lánh xa luôn, không ai dám chơi hết với bà con cô bác. Chúng tôi nói thật đó ha. Nó và một số cô bác nói là khi mà trồng thiên lý này trồng nước vàng được không? Nè, nhìn nè, cái màu này màu gì? Cái màu này màu gì? Nó không? Nó vàng khe luôn nhưng mà vẫn trồng được. Quá khổ luôn. Kiếp sống cơ hàn. Nó cái đọt nè. Nhìn nó đã ghê không? Quá trời đã luôn. Nó nhẹ thôi, mạnh quá nó bị cái gãy nhựa, nó chuyển nó không kịp. Kiếp sống cơ hàn hồi bên ta đang còn ai. Đó. Thì nhìn cái vàng lá thì biết con bác thấy thì cái cây nó khỏe cỡ nào. Cái lá nó gì cùi luôn, tuy nhăn 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 vậy đó chứ ngon lắm rồi nha. Đó, nó gì cùi luôn nè, nè cái cọng nè. Quý vị thấy cái cọng là thấy có sức sống rồi. Đó. Và khi mà chúng tôi trồng cây giống chúng tôi giao cho quý bà con cô bác thì chắc chắn rằng cây giống chúng tôi phải hơn người chúng tôi mới dám bán. Và quý bà con cô bác cũng đã tin tưởng mới dám mua cây giống chúng tôi hoài. Cũng một số bà con cô bác nhân giống được chết. Thì nói chung là nhân giống cũng dễ thì không gì khó. Chúng tôi đã hướng dẫn rất là nhiều là dễ ẹt là không có gì khó. Mua thuốc về, thuốc Mỹ, thuốc Tây gì đó, ra rễ gì đó, hay thuốc Việt Nam gì đó, ra rễ mạnh gì đó, cắm vô rồi xong ra 100 cây ra 99 cây. Nó nhưng vấn đề nó tốt hay không là quan trọng. Còn chúng tôi nhân giống ở đây là chúng tôi nhân giống theo tự nhiên. Và cái cây giống chúng tôi là cây giống là cao 500 mét so với mặt nước biển. Thì nó sẽ chịu lạnh và nó chịu nóng quen. Và khi xuống với đất mặt đất đất bằng, nó xuống đồng bằng thì cô bác thấy nó, trời thôi khỏi nói luôn. Thôi khỏi nói. Thì sức sống nó rất là mãnh liệt. Đó. Như vậy thì khi mà chúng tôi làm giống là không có một loại thuốc kích rễ nào cả, cứ tự nhiên. Đó. Thì khi mà làm tự nhiên thì nó ổn lắm ha. Đây. Thì lúc trước thì chúng tôi thật sự là chúng tôi quay những cái chương trình này quay tới quay lui hoài luôn và nói tới nói lui hoài luôn. Nó chỉ có vài ba cái thôi. Có một số cô bác nói tại sao mà nói tới nói lui hoài. Nó những người nào biết rồi thì hiểu, còn những người nào chưa biết thì xem qua thì người ta cũng có thêm những cái kiến thức. Đó. Thì lúc trồng cái thiên lý này nó bò lên tới đây,
chúng tôi xả xuống, quăng dòng đi lên. Và khi quăng dòng xuống vậy thì có những cái mắt ở dưới, mắt ở dưới đó nó ăn rễ xuống. Và khi ăn rễ xuống bắt đầu là lỡ như có chết cái cậu rễ thì vẫn còn nuôi sống được cái dây. Có một số cô bác thấy ra rễ cắt làm giống trồng, trồng chi mất công, mua cây cái 15 ngàn à, đừng có trồng. Cái cây mình ăn rồi nó suy rồi, không có phát triển được đâu. Và trồng nó sẽ, cái khí hậu ở đây nè, nó đã quen rồi, trồng nó không phát triển đâu. Nó phát triển ăn được vài ba cái bông tơ rồi xong cũng đuôi cũng rớt hết rồi, không ăn được lâu năm đâu. Nó bệnh tầm lum tầm la, vừa nhân giống ra cái lá nhăn 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 nhăn, tầm lum tầm la lá nhăn không. Có một số mũi cô bác như là ở Sóc Trăng rồi ở An Giang rồi lấy nhân giống, nhân giống xong rồi lấy cái nói là cây giống của chúng tôi là bán bị bệnh ở thừa chúng tôi nữa. Trời ơi, ra buôn bán rồi biết. Mình lúc nào cũng muốn đem những cây giống tốt cho quý bà con cô bác, chúng tôi đâu có ác đâu. Thật sự khi mà mình làm chuyện ác đó, mình sẽ bị âm đức, làm kiếp với con người không được bao lâu hết. Và một số con bác nói là thấy chúng tôi nói chất giọng thì ghét quá. Thật sự là chúng tôi nghe chất giọng chúng tôi còn thấy ghét nữa. Thật sự thấy ghét nữa đó. Nhưng mà tại vì mình nói cái tiếng này là cái tiếng của miền Nam, nó dễ hiểu hơn. Đây chúng tôi đang nói cái giọng miền Nam. Chứ thật sự là mình nói cái này là chúng tôi đang biểu cảm cái thật sự về cái tính cách của chúng tôi. Và đây là chúng tôi đang nói chất giọng của miền Nam, đang nói tiếng nói của miền Nam cho quý bà con cô bác dễ hiểu hơn. Còn nói theo tiếng của chúng tôi thì quý bà con cô bác đôi khi nghe không được. Đây, đây chính là cây giống bông thiên lý. Đây, cái đọt đây u nụ luôn. Thì khi trồng xuống thì chúng tôi cũng đã tuyển chọn những cái dây mà mập thì mình đưa lên. Khi mà những cái mập 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 như thế này đưa lên nè, nó thì như vậy thiên lý của mình trồng bông mới bự và ăn được lâu dài. Giả sử cái nhánh mập này ra thì bông nó bự, khi bự ra ra nó ra nhánh chèo ra thì bông nó bự, quý vị thấy ha. Nó thì lúc trước trồng thì chúng tôi cũng đã trồng ở đây và ngắt những cái bông bỏ rồi thì ra nhánh chèo. Khi mà ra nhánh chèo này đâm ra cái bông nó bự. Còn quý con bác lên cái nhánh mà nhỏ xíu, bắt đầu đưa lên nhỏ xíu ha, bắt cái nhánh nhỏ quá, khi mà đưa lên xong ăn cái bông nhỏ rồi ra đây rồi xong kết thúc, kết thúc luôn, không còn cái gì cả. Nó cỏ một bịch luôn. Ở đây thì mấy ông là nhiều lắm, nhưng mà không đụng chạm gì hết. Đôi khi gặp nhìn nhau, gặp nhìn nhau thôi. Đó, đây. Thì quý bà con cô bác cũng đã thấy, thì khi mà chúng tôi đưa cái dây lên đây nè, dây nè. Đó. Và thời điểm này có những cái nhánh chèo mình không có nên cắt nó. Mình cắt nó thì nó sẽ bị si cây. Mấy nhánh chèo này để hết, không có nên cắt. Cắt nó bị si liền. Để cho nó nuôi cái dạng ở trên đây đi, rồi chúng ta mới tính sao. Nó thì trước khi trồng cái gì cũng vậy, thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu thật là kỹ, để chúng tôi mới dám chia sẻ cho quý bà con cô bác. Còn nếu như chúng tôi không dám nghiên cứu sâu, thì nếu như mà chúng tôi nói một số bộ cô bác ở các tỉnh mà biết rồi cười, nhưng mà nói thôi, nhiều người cười lắm. Người nào cũng là hay hết, người nào cũng giỏi hết, khi trồng được một vụ hai vụ người nào cũng hay hết, người nào là cũng là sư phụ của chúng tôi hết ha. Nó cho nên là bất cứ người nào trồng ta đây biết này kia, đôi khi quý vị nói chúng tôi chỉ sai nữa, quý vị muốn làm như thế nào làm. Nhưng thật sự dù chúng tôi có làm thiên lý dở đi chăng nữa, yếu đi chăng nữa, nhưng cái kinh nghiệm sống và chúng tôi thấy được cái diễn ra của thiên lý, cái cây thiên lý sống như thế nào, cái sức sống như thế nào, chúng tôi biết được và chúng tôi chia sẻ. Còn mà làm hay làm dở đơn giản, bón phân nhiều, xịt thuốc rồi xử lý sao rất là đơn giản, không gì khó hết. Nó trồng cái rau muống cái gì cũng vậy, mình nghiên cứu kỹ là được ha. Nó xin kính chào quý bà con các bác. Nếu như thích trồng cây giống bông thiên lý thì cứ đăng ký theo dõi chương trình của chúng tôi. Và nếu như muốn đặt giống bông thiên lý thì cứ liên hệ chúng tôi qua số hotline là 0939811863, 0939811863. Xin cảm ơn quý bà con các bác to trò sai kiện.